Quan sóc dạ. Thầy phải bắt Hương Hào Lý tụi nó xúi giục dân tình nổi loạn thưa kiện lẫn nhau. Dạ dạ. Không có là không biết với tụi đâu đó. Dạ 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 bà quan dạ có. Dạ dạ quan có được chuyện kiện cái cuộc còn hết. Dạ mà tại vì thấy chuyện chú quá vậy. Quan đã sợ phiền quan nhỏ á. Dạ. Kệ nó có còn hơn không thầy. Dạ dạ có. Mà nội vụ của thằng nào có má mặt không. Dạ dạ bà quan có tên trùm sò đứng nguyên đơn. Dạ, nghe đồng tên khá giả lắm quan. Đứng nguyên đơn mà khá giả. Dạ, khá quan. Vậy thì chuyện bé mình xé ra to. Dạ, xé ra to. Thầy phải làm sao mà từ nguyên đơn lật thành bị đơn. Nguyên đơn thì mình mới xử được. Dạ. Tôi dặn thầy hoài. Ngắm thằng có tóc chơi lắm kẻ chọc đầu. Dạ, dạ đúng rồi quan. Ngắm thằng có tóc chứ thằng chọc đầu đâu có tóc đầu đâu. Ha ha ha!
Thầy đây. Dạ. Nội vụ là sao? Dạ, hạ bẩm quan. Di bằng, Di bằng lý trưởng xã Đại Giang chứng rằng trùm sò bị mất trộm. Nay trùm sò kiện thị hết về tội qua thử đồ trộm. Có lý trưởng Hà làm chứng, bắt được quả tang tại nhà thị hết. Đồ trùm sò bắt quả tang tại nhà thị hết à? Dạ dạ, phải thưa quan. Có lý trưởng Hà làm chứng. Dạ dạ. Thằng lý trưởng Hà gì ngu vậy ta? Dạ, không thể nói quan. Nhưng mà không sao. Dạ. Kinh nghiệm quan trường bao nhiêu năm? Dạ. Hơn nữa, pháp luật tên nắm trong tay. Dạ. Thì thật xoay trở cách nào mà không được. Dạ. Thầy cứ yên tâm. Dạ. Xem tôi xử đây. Dạ. Quan đã tay phải biết. Cho họ vào. Dạ. Lễ cửa. Dạ. Cho đòi bên nguyên, lẫn bên bị, lẫn nhân chứng vào. Dạ. Cho đòi bên nguyên, bên bị, lẫn nhân chứng vào. Dạ, chào quan lớn ạ. Ừ. Chào thầy nè. Làm tao tưởng bà tao tới. Bà kia, quan này đứng. Đứng tới là độ quan không à? Hòa. Đứng đây gần gần. Đừng nghe cho nó rõ. Không. Đứng gần quan. Khai. Con nghe rõ hơn. Vô trong sò đây phải không? Dạ dạ. Dạ bẩm quan. Dạ có con là lý trưởng ở Cồn Hến, có chút lễ di thiền, xin quan thương mà nhận cho ạ. À. Thằng lý trưởng Cồn Hến là vô lễ thật. Dám bưng mầm bưng manh để giật đến quan như thế này à. Đây là lần thứ nhất, quan niệm tình tha thứ. Lần sau đừng trách quan độc ác nha. Mầm lễ giật cái gì chậm như mày? Dạ trời ơi, mấy cái này trời ơi, mầm muối cho này kia là thứ bắt quan hả? Nhiêu thôi sao? Dạ, dạ còn cái gối vuông vuông nữa quan. Gối vuông vuông. Đây là chốn nha môn, nơi cầm cân để mực, không phải để cái gối vuông vuông đó. Lần thứ nhất quan niệm tình tha thứ, lần sau đừng trách quan chẳng dung tình. Nơi công đường cấm gặp việc lễ quan nhận hối lộ nghe chưa? Lễ tổ. Dạ. Bưng mâm nó dịch cho bà mày. Dạ. Đâu vậy? Dạ, con mang gì cho bà. Trời ơi, mày bưng mâm lấy giật gì cho bà mày đi đường trước. Muốn người ta biết tao hối lộ mày. Nghe sao mày? Dạ. Bao nhiêu lần rồi? Chẳng bao nhiêu lần rồi. Lần nào cũng quên. Tự tác thì mặc ba cái thôi. Ta vừa nghe qua nội vụ, chưa rõ ngay gian thế nào. Nay tất cả phải công khai lại rõ ràng để quan nghiên cứu mà xem xét. Trâm xóa là thằng này. Mày lên hầu quan ngẩm nít gì mày? Dạ ông tố. Dạ có đầu quen quan ơi. Tao mới nghe tiếng nít khóc mà. Dạ em khóc. Em mà ngước mặt cho quan nhìn ra. Trời ơi mặt giặt khú mà ai
Dạ thầy, ăn uống ăn khổ nó già vậy nó ra. Nè, tao nghe mày bắt trộm phải không? Dạ. Mày giàu có đúng không? Dạ. Không có gì mà giàu có, trộm nó mới giếng thăm mày mà. Dạ đâu có đâu. Dạ lâu lâu nó nhớ nó nghe nó thăm mày biết đi quan. Còn Thị Hến. Dạ. Thị Hến này, em có nhận lời hay trong đơn này sự thật đúng hay không? Lý trưởng xã ngại gian chứng nhận rằng tên trùng sò bất trộn mà bất trộn đó là một thằng chui đó mà đã đủ bất kỳ hơn lại còn không quá đủ tiếng căn mà làng xã chưa quan quá mà quan. Rõ ràng Y Thị là một tay qua trữ đồ gian, nó đồng lõa với bọn thầy bói, nó chia chác, nó kiếm lời. Đồ của ông chồng mất rõ ràng tôi bắt được tại nhà của Y Thị đó quan. Dạ đúng rồi đó quan. Dạ bẩm quan, dạ đồ trùng sò bị bất trộm mở trong nhà của Thị Hến thì quả thụy Thị ta cũng qua trữ đồ gian là đúng quan. Thầy đề thầy đề nói đúng. Thị Hến, dạ. Cứ tự nhiên công khai, đừng sợ thằng nào hết. Có quan đây che chở, có đều chở che. Dạ bẩm quan. Cha nội dạ. Giết rớt bên đó mà kiếm cái giọt con hến không à. Khờ quá ha. Thầy đi. Dạ. Giữa đường gãy gánh. Giữa đường. Mà khoan. Hến nè. Dạ. Gãy tiền đường. Dạ. Đã gãy hết 2 năm rồi à. Dạ. Thầy đi. Dạ. Gãy 2 năm. 2 năm rồi. Mà khoan. 2 năm đó để tôi tự nhớ. Thầy nhớ. Nguy hiểm. Hến. Dạ. Hãy tiếp tục đi em. Dạ. Rồi bông một hôm trầm ly phát ra ba mặn chúng ô áp kia lúa dằn dài chúng bao trần chúng lúc trầm Yeah.
Dạ con xin chịu phạt. Thôi đi về lấy tiền ra phạt mau đi. Ông chồng ơi, tôi đi về trước nha ông chồng. Mày làm gì mày khóc vậy mày? Sợ nữa tao thấy tao nhớ là mày ỷ thế phú gia cường hào mà hiếp đáp thế cô quả phụ không? Dạ đây có đâu anh. Chết người ta không làm vợ bé được. Mày vô quan giá quả chứ gì? Vợ quan nói vậy là quan cho em rồi. Quả tình em đâu có ép Nguyễn Thị làm vợ bé hồi nào đâu. Thôi đi mày đừng có chối. Nhìn cái mặt của mày, nhìn cái hạt đâu mày là tao biết rồi. Dạ, hầm đâu em tẩy nó mọc ngược tự nhiên vậy đó mẹ. Mày cho ai mọc ngược mày? Sao nó nói vô quà luôn mà. Nhìn dài kìa, lần trước nói phải nhìn trước nhìn sau nha. Dạ, em xin lỗi mẹ. Nhờ quả tình đó là đi thăm bố em bị bất trộm. Và đi thăm long á em bắt được của gian tại nhà thị thất. Dạ, tan dẫn nó còn sờ sờ ở đây nè mẹ. Lê Cú. Dạ. Yeah. Đem tăng vật gì cho bà mày niêm vô tủ. Dạ. Cái gì vậy bà? Cẩn lễ phép mời cô Hến ngồi. Nhất ghê nghiêm trang kính cẩn lễ phép mời cô Hến ngồi. Hến ơi, cô có em nữa hả con? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, nghe cái mùi sao có gió gì vậy trời? Cái kiểu này chắc ta đây rồi. Lê Cụ. Dạ. Phép nước thi hành. Phép nước thi hành. Nằm xuống mày. Nằm kiểu thôi ra. Nằm có một đồng chơi hả? Mau lên mày. Mau lên tao quýnh cho mày nát xương bây giờ. Nằm xuống. Lý có sợ chưa mày nhớ không? Lý có sợ chưa? Nhẹ nhẹ lên. Trời ơi, trời biết nằm xuống. Vỏ sò cứng quá hen. Đừng có chọt. Tao chọt thì mày làm người ta, mày nằm xuống mày. Chọt, nó nhỏ. Nằm xuống. Nhiều chơi. Mày nát xương á. Phép nó thi hành. Mở. Mày
đau quá hả mẹ? Đau thiệt rồi,
mẫu chi dân đi. Ở đó còn kêu ca cái gì nữa. Lại quan tha hả? Ừ, mày lại đi quan tha cho. Nó thề luôn. Mày cái đó thì em làm được. Nhận đi. Thôi mày, đứng người lộn lại cái người chắc nát mặt em luôn các bạn. Thầy đây. Dạ. Ghi vô thêm 50 quan về tội lại thấy ghét. Em lại đẹp quá rồi. 400 quan thiệt giả. Cộng thêm 50 quan về tội lại thấy ghét. Vậy chi 450 quan. Trời ơi, nó nói chơi mà thầy đưa thiệt cái này em. Ta đã đi rồi. Ghi rồi. Một sao lại chết. Nói hồi nữa ta ghi chứ tội làm sao giấy mực. Quang lắm ơi Quang lắm. Bớt chùm em trong đỉnh đi Quang lắm. Bớt hả? Dạ. Thầy đây. Dạ. Dạ. Ghi thêm về tội 50 quan nữa tội năn nỉ. Không năn nỉ. Trời ơi đâu vậy là cam đành đồ đã mất mà còn bị đòn lại còn tối qua mấy trăm. Tống Trang Hầu, hôm nay quan cho mọi người nghỉ sớm. Dạ sao hai quan cho nghỉ sớm vậy quan? Thắc mắc. Dạ. Quan vui, quan cho mọi người nghỉ sớm. Dạ quan cho nghỉ sớm. Tống Trang Hầu, hôm nay quan cho nghỉ sớm một bữa. Dạ, tổng quan em về. Gì vậy? Hên nè. Lễ cổ. Dạ. Sao chưa về nữa? Dạ con ở lại con hầu quan à. Hôm nay quan cho mày về sớm. Về bẩm lại với bà tối nay quan về trễ. Có khi sáng quan mới về. Về đi mày. Dạ. Để chào quan cũng về à. Nghe em. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lấy lại hai cái bạc cho quan đây. Sao qua mắt quan được? Chết mà sôi gì? Bỏ vô, không có lấy cái con. Nhanh lên mày. Dạ. Đừng mắc bậy nha. Mắt quan sưng quá. Quan thề với lòng quan không bao giờ để rơi rót đồng nào nữa. Thị Hến này. Dạ. Việc của Hến tuy chưa tỏ rõ nhưng Quang Anh sẽ thấy em quá cô đơn nên Quang đây rất là thương tình. Dạ. Từ nay Hến nên ăn luôn đuôi tới hậu Quang để không có kẻ nào dám vu oan giá họa cho em nữa nghe Hến. Dạ. Mai giờ có quan thương à. Tình.
mà. Phải xét chứ. Để mà có ai bàn ra tán vào thì quan còn mạnh dạn mà nói với người ta rằng đích thân quan đã tới nhà em xét em không có tiếng ở chỗ nào hết. Hay là tin gì được không nè? Dạ. Hên nè. Dạ thôi em sợ. Sợ gì? Sợ thằng nào? Thấy chưa? Thấy quan thương rồi cái khinh thường quan phải không? Khinh thường quan thì đi về đi nha, đừng có trách quan nha. Quan. Vô cửa. Em sợ. Em sợ đây nè. Sợ sao nè? Em sợ bà. Trời đang vui. Hay nhắc bà. Trong ăn ngổ cho gà. Nhưng mà ở cả huyện này ai cũng sợ quan. Lẽ nào quan sợ bà? Bà đừng. Hến điều coi. Đưa tay cho quan nắm chút coi. Nào trọng. Ôi giờ trời ơi, cái bàn tay nó nổ nè. Nó dễ thương. Bàn tay bút măng ngồi giếp đi mà. Trời ơi. Bàn tay dùi được ngồi bút măng. Trời ơi, mềm mà, mềm mại quá. Hến ơi, Hến à, thấy quan tự nhiên không Hến? Tối nay nhớ nghe, nhớ mà chuẩn bị rượu đi quan tới nghe. Ôi trời. Dạ, quan, em ở đâu? Thầy để ở đâu đây? Dạ, dạ em tưởng quan về rồi, em quên biển sổ, dạ em quay lại. Vô tình là cố ý đó. Dạ, biển sổ của em, nó còn y nguyên đây là quan, dạ quên. Thầy đây. Dạ. Thầy quan cũng định đi về đây. Dạ. Thầy đề về báo với bà là tối nay quan không về, quan bận đi khám điền thổ. Dạ. Thôi quan về. Dạ quan về. Quan về. Được chuyện rồi, chị có nhớ quan không? Không có nhớ đề. Dạ, đâu có. Ai mà làm việc gì có ơn với em á là em tạc giả ghi lòng hờ. Còn ghi không? Mà quan nói cho nghe, đề nói cho nghe nè. Tối nay quan không có đến đâu. Ở nhà quan á, có nuôi con sư tử Hà Đông dữ lắm. Có cho quan đi đâu. Quan á không được tự do như đề. Vậy thì tối nay đề thay mặt quan đề đến với hơn. Chứ dạ được. Vậy thì tối nay mình sẽ phong lưu một chuyến. Vậy chứ em nào dám vậy. Dạ bẩm bà, cái chuyện này chỉ có mình Quan à. Quan nhà tôi làm sao? Dạ. Hay vì cây đó đâu đuôi câu chuyện. Không thì cũng sống với tôi đâu. Dạ bẩm bà, như em nói cái chuyện này Quan mà biết được là chết em. Thầy yên tâm, ở đây có một mình tôi.
tôi không nói thì quan làm sao biết được. Dạ đúng rồi, bẩm đó bà biết. Đâu có biết. Dạ. Nói. Dạ bà nói vậy em nói hết luôn. Dạ bẩm bà. Sao? Quan nói tối nay quan đến nhà thì hơn. Bà có sao bà ơi.